Ở ờ, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiên. Nay mình sẽ phép được trên tay cho các bạn tủ bảo quản sinh phẩm vaccine âm 60 độ C 258 lít kiểu nằm ngang của hãng 2 ơ Model là DW âm 60 à, W258, thương hiệu 2 ơ chất lượng mới phần 100% đạt hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 901-2015, GBT 1900-2016, đạt hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực à, y tế tiêu chuẩn N ISO 13485 2016 các bạn. Đây là một cái sản phẩm có hệ thống làm lạnh tự động máy nén đơn cấp và công suất làm lạnh cao. Độ dày của lớp cách nhiệt lên đến, đến 100 mm để bảo vệ tối ưu nhiệt độ làm lạnh và tiết kiệm năng lượng. Thiết kế với dạng kép có thể điều chỉnh à, độ ồn là 43 độ C, giải nhiệt độ điều khiển là âm 30 tới âm 60 và khả năng làm lạnh tối đa là âm 60 độ C. Bộ điều khiển bằng vi xử lý màn hình bằng màn hình hiển thị LED. Kích thước bên trong tủ là 1000 x 445 x 620 mm. Kích thước bên ngoài là 1210 x 770 x 950 mm. Trọng lượng của tủ là 88 kg. À bao gồm à lắp đặt. À, được nhập khẩu phân phối trực tiếp tại công ty Khang Kiên. Vậy các bạn có thể truy cập website khangkien.com.vn hoặc liên hệ online 0936620737.